Mini Tiến Huy Lợi xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một bộ mô hình giải phẫu hệ cơ của toàn bộ cơ thể với tỷ lệ 1:1 song thực tế. Và mô hình này của chúng ta cao với chiều cao là 1m70. Và đây quý vị có thể nhìn ở phần chân đế chúng ta sẽ có một cái phần khay gỗ như thế này. Và mô hình sẽ được cố định bởi một thanh trụ và có thể xoay được. Nó có thể xoay mô hình ở trên khay và cái phần khay này nó cũng sẽ có thêm bánh xẻ ở dưới để chúng ta có thể di chuyển cái mô hình này. Đấy, tôi sẽ quay một vòng mô hình để cho quý vị có thể quan sát được. Vì phần tay của nó là ở cái tư thế vươn ra như thế này, cho nên là cái việc xoay rồi chúng ta sẽ cần phải để ý một chút đấy. Có thể quý vị có thể nhìn được toàn bộ mô hình của chúng ta. Thế thì cái mô hình này nó có thể tách ra được thành 27 phần riêng biệt. Và ở trên mô hình này quý vị có thể nhìn chúng ta có các cái chi tiết giải phẫu được đánh số và có tổng cộng là 238 chi tiết giải phẫu được đánh số thứ tự như thế này trên toàn bộ mô hình. Đấy, thì nó sẽ có thể bóc tách ra được. Thì sau đây chúng ta hãy cùng bóc tách toàn bộ cái mô hình này ra để xem mô hình này nó cấu tạo chi tiết đấy như thế nào. Đầu tiên là phần tay này chúng ta sẽ bóc ra, sẽ tách ra được đây. Nó sẽ có những khóa cài, có thể tách rời ra được. Thì ở mô hình này thì một nửa bên phải của mô hình nó sẽ là nguyên khối, quý vị nhìn. Và phần tay bên kia chúng ta cũng có thể tháo rời ra được qua các cái khớp này. Cũng như thế thì ở phần chân đây, chúng ta cũng có thể tháo rời đây, nó sẽ có những cái phần khóa để chúng ta tách ra. Và ở phần ngực chúng ta cũng có thể tháo ra được để quan sát cái phần nội tạng ở bên trong. Đây, nó sẽ có các cái phần khóa để cố định. Đây, chúng ta sẽ tháo ra này. Đây là phần ngực này. Quý vị nhìn ở đây bên phải là lớp cơ nông này, bên trái là lớp cơ sâu. Đấy, có thể bóc tách ra được đằng sau. Nó đều được làm rất là chi tiết. Các cái lớp cơ liên sườn cũng rất là rõ ràng này. Đây. Và phần nội tạng ở bên trong quý vị có thể nhìn. Ta cũng bóc tách ra được để quan sát giải phẫu của từng phần tạng. Ở các phần phổi này cũng được đánh số này. Đây, tim chúng ta có thể bóc ra được. Quý vị có thể nhìn được cái độ chi tiết của nó này, độ hoàn thiện rất là cao. Tiếp theo là phần ở dưới này, phần tiêu hóa thì gan, mật được làm độ hoàn thiện cao này, rất là đẹp. Đây, và phần ruột thì chúng ta có thể tháo ra được như thế này, nó sẽ nguyên khối, nó đầy đủ hết cấu tạo từ trước ra sau. Còn lại ở bên trong này quý vị có thể nhìn được, quan sát được các phần tạng còn lại. Và ở đây, ở trên này chúng ta có thể tách được phần sọ ra. Đấy, quý vị nhìn. Và có thể tách thêm, lấy thêm một cái não ra, tách đôi ra, quan sát. Và cái chất liệu của mô hình này được làm bằng nhựa PVC, là loại nhựa, là một trong những loại nhựa chuyên được dùng để sản xuất mô hình. Và ở bên trong của mô hình này nó được làm rỗng, quý vị có thể nghe được tiếng gõ này. Thì cái việc rỗng thế nó sẽ giúp cho cái trọng lượng của mô hình nó sẽ giảm đi. Vì quý vị nhìn, để cố định được mô hình ở dạng đứng thẳng như thế này mà không có quá nhiều những cái thanh cố định ở xung quanh, thì cái việc trọng lượng của mô hình giảm đi nó cũng là một cái yếu tố quan trọng. Và cái yếu tố thứ hai là cái việc làm rỗng như vậy thì nó sẽ hạ được cái giá thành của sản phẩm xuống để giúp cho chúng ta có được những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý. Và vừa rồi là mô hình giải phẫu hệ cơ toàn bộ cơ thể người với chiều cao là 1m7 của chúng tôi. Thì nếu như quý vị có nhu cầu hãy gọi điện một số hotline trên màn hình. Ngoài ra Huy Đậu còn rất nhiều các cái mô hình, từ mô hình giải phẫu nhỏ cho đến những mô hình giải phẫu to như thế này, và đến những cái mô hình thực hành đầy đủ các chuyên khoa, từ những cái thực hành cơ bản nhất như tiêm truyền cho đến những thực hành rất là phức tạp như là phẫu thuật rồi đỡ đẻ, rất là nhiều các mô hình cấp cứu một tuần hoàn. Thì nếu như quý vị có nhu cầu hãy gọi điện vào số hotline trên màn hình của chúng tôi để cho các bạn chuyên viên tư vấn cho quý vị những sản phẩm phù hợp. Thiết bị y tế Huy Lợi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.